Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trong clip này, Việt Vinh giới thiệu đến anh em một chiếc lọc xì Equalizer của hãng Technic. Và chiếc lọc xì Equalizer của hãng Technic này, nó có model là SH8010. Hiện tại thì Việt Vinh đang ghép chiếc Equalizer Technic 8010 này với cả chiếc âm ly Diatone DAU750. Và như anh em đang nhìn thấy trước màn hình thì chiếc Equalizer Technic SH8010 này nó có 10 cần gạt, mỗi một vế là 5 cần gạt. Đây là vế trái của nó anh em nhé. Vế trái thì nó có cái khung đây này. Đấy, cái khung người ta chỉ sẵn là vế trái. Và đây là vế phải. Thì đây là chép, bát và đây là chung. Khi anh em dùng lọc xì Equalizer thì mục đích của chúng ta là loại bỏ những dải tần thừa và thêm vào đó là những dải tần mà bị thiếu trong mỗi một bản nhạc. Và các phương pháp chỉnh lọc xì Equalizer này thì nó không theo một phương pháp quy chuẩn nào cả, mà nó do sở thích của mỗi người. Có anh em thì hay dùng chỉnh Equalizer hình chữ V, tức là bát chép trung ra vừa vặn. Có người thì chỉnh hình sin. Hiện tại thì Việt Vinh đang để hình V, tức là cái hình mà anh em chơi lọc xì Equalizer rất hay dùng. Cá nhân Việt Vinh nếu mà dùng lọc xì Equalizer vào những bộ dàn mà Việt Vinh nghe thì Việt Vinh sẽ chỉnh hình sin. Ví dụ như thế này. Đây là Việt Vinh sẽ chỉnh hình sin, nó sẽ như này. Đây là cá nhân Việt Vinh chỉnh. Còn chỉnh thông dụng thì vẫn là hình chữ V này. Vì vậy chỉnh lọc xì Equalizer nó không theo một quy chuẩn nào cả. Anh em chỉnh làm sao mà nghe thấy vừa tai, nghe thấy hay là được. Có những bản nhạc mà chúng ta khi nghe giải chép nó bị thiếu hoặc giải chung nó bị thiếu thì chúng ta có thể tăng lên. Khi mà chúng ta dùng lọc xì thì chúng ta cứ hiểu rằng là dùng lọc xì là một nghệ thuật và người chỉnh lọc xì là một nghệ sĩ. Còn đây là Equalizer, công tắc bật Equalizer. Tức là hiện tại thì Việt Vinh đang bật Equalizer. Anh em có thể nghe. Khi mà Việt Vinh bỏ Equalizer thì tiếng nó sẽ như thế này. Việt Vinh bật lên. Còn đây là cổng tín hiệu. Mặt mũi của chiếc lọc xì này còn rất là đẹp anh em ạ. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng xem qua mặt sau của chiếc lọc xì này. Đây là phần mặt sau của chiếc lọc xì Equalizer. Và đây là mẫu đen của nó, đây là cái tem của nó anh em nhé. SH8010XA và số series của nó là 053. Khi anh em cắm cổng tín hiệu thì anh em cắm vào cổng input. Và cổng output này thì chúng ta có thể xuống âm ly hoặc là xuống đẩy. Đây là tín hiệu vào này, tín hiệu ra này. Và đây là cổng ghi. Record out. Đây nó có một cái cổng 5 chân nữa. SH8010. Nguồn điện của nó là 110V, 120V, 220V và 240V. Hiện tại thì Việt Vinh đang cắm nguồn điện 120V, tức là nguồn điện của Mỹ.
anh em mua thì anh em có thể chuyển sang nguồn điện 220V hoặc là 240V thì chúng ta không lo bị cắm nhầm, không lo bị cháy. Hiện tại thì Việt Vinh tiện nguồn điện thì Việt Vinh đang cắm nguồn điện 120V. Khi mà chúng ta để nguồn điện 120V này thì chúng ta có thể cắm được nguồn điện 100V và 110V. Anh em mua thì anh em chuyển sang 220V hoặc 240V thì chúng ta không lo bị cháy, rất là an toàn. Chiếc lọc xì Equalizer Technic SH8010 này như em đang nhìn thấy trước màn hình thì nó còn rất là đẹp. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng nghe qua một bản nhạc. Hiện tại thì Việt Vinh không bật chế độ Equalizer. Bây giờ Việt Vinh sẽ bật chế độ Equalizer, tức là nó cho phép can thiệp vào các giải tần. Khi mà bật lên thì đèn này sẽ sáng anh em nhé. Hiện tại thì đang là nghe thẳng, không qua Equalizer. Và bây giờ Việt Vinh lại bật lên. Đời sao oan trái, một vòng dây oan trái đen tình vui sâu. Người tôi thương yêu giá trước công thiên môn, buồn bã cuối đời. Điệp mang cho đến thiên thu muôn đời, mà lan không trách, bởi vì lan không trách nên càng sâu thôi. Anh em vừa nghe qua chất âm của chiếc lọc xì Equalizer Technic SH8010. Và chiếc lọc xì Equalizer Technic 8010 này, anh em có thể thêm vào những bộ dàn nghe nhạc, ghép vào những bộ dàn karaoke. Nó sẽ làm cho bản nhạc và lời ca tiếng hát của anh em sáng lên rất là nhiều. Và chiếc lọc xì này Việt Vinh bán với giá rất là rẻ cho anh em, với giá 2.300.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Thân ái chào tạm biệt. Ngày nào mình từng mơ, dệt mộng bằng bài thơ.
nhưng đâu ai